Chào mừng quý vị nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đàm. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu cho người một dòng máy bơm khí nén của hãng Total. Thì đây là cái dòng máy bơm có dầu nha anh em, có dầu. Đó, nó dùng động cơ có dầu. Thì vừa rồi cái dòng bơm động cơ có dầu của hãng Total đã hết hàng rồi. Thì bây giờ mình lại lấy cái dòng của hãng Total ra mình bán ha. Thì giữa hai cái hãng này thì mình thấy cũng như nhau thôi anh em ha. Về cái giá tiền cũng như nhau thôi, vẫn là 2.260.000. Đó. Thì trang bị phụ kiện nó gồm ta là hai cái bánh xe, hai bánh xe người ta để bắt vô đây nè anh em ha, bắt vô đây đó, rồi một cái chụp cao su này, cao su này là bắt ở phía trước đây, cao su này bắt ở trên đây ha. Thì hai bánh xe này để chúng ta kéo đi cao su đi cho nó êm, nó không có bị nhảy ha. Đó, còn hai đầu này là hai cái đầu chốt, hai cái đầu này là chốt ngoài vô, rồi đây là cái lọc gió ha, đây gắn vô dầu bên đây nha anh em, hãy gắn vô nhớt đây nè. Khi anh em thay nhớt anh em bỏ cái miếng này đi, bỏ cái cục này đi, gắn này vào và cho chúng ta một cái đầu nối nha, một cái đầu nối đó, và những cái phụ kiện xin đây ha, rồi phụ kiện như vậy ha. Đó thì cái máy này nó dùng dầu nha, nhưng mà hiện tại đây là ở đây nó chưa có dầu, anh em muốn xài thì mình phải bỏ dầu vào ha. Còn đây có lỗ bô e để chúng ta gắn cái này, khi mà chúng ta châm dầu vào xong á thì anh em sẽ dẫn cái này vào trong đây ha. Đó, và đây là cái bình dầu ha, bình dầu chúng ta sẽ châm dầu trong đây đó. Thì cái dòng của hãng Incall này, của hãng Total này làm cũng rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp luôn nha. Cái bình này á, là 24 lít 2HP nha, 24 lít 2HP dòng công nghiệp, nên anh em xài vô tư ha. Cái dòng mà có dầu này á, nó có ưu điểm là gì, nó sẽ bền hơn cái thằng là không dầu, anh em lưu ý ha, nó sẽ bền hơn đó, nó rất là bền luôn, nó giống như động cơ xe máy mình vậy đó. Nó dùng dầu nhớt để nó bôi trơn ha anh em ha, dầu nhớt bôi trơn đây. Còn dòng không dầu là dùng màng bơm ha, màng bơm, nên vừa cái tuổi tuổi thọ đó thì cái dòng không dầu á là nó sẽ bền hơn cái thằng có dầu, nhưng mà về cái độ êm á thì cái thằng có dầu á thì nó lại to to hơn gấp rất là nhiều lần so với cái thằng mà không dầu. Như vậy, những trường hợp anh em mà xài gia đình á thì chúng ta nên xài dòng không dầu ha, thì nó rất là êm, chúng ta để trong nhà ha. Còn chúng ta xài mà công trình nó ngoài bơm xe đồ chúng ta làm ở ngoài á thì chúng ta nên xài cái dòng có dầu này ha, nó sẽ hay hơn. Thì cái dòng này nó sẽ có hai cái đồng hồ, một cái đồng hồ báo báo áp suất trong bình và một cái đồng hồ báo áp suất ra. Thì cái này mình chỉnh áp được nha anh em ha, ví dụ trong trong bình là chỉnh 8 kg nhưng mà đầu ra chúng ta chỉ cần 4 kg thôi là đủ rồi, thì chúng ta xài 4 kg. Để trường hợp để làm gì không anh em, để chúng ta tối ưu hóa về vấn đề mà hơi, ví dụ như 8 kg chúng ta xài có 4 kg thôi thì chúng ta xài rất là lâu ha, rất là ok luôn đó. Còn ví dụ như chúng ta mà ra ra 8 kg mà chúng ta xài ra 8 kg luôn thì nhiều lúc cái hơi á, nó bị dư đi ha, nó dư đi thì nó sẽ sinh ra nó phí nha anh em. Thì do vậy chúng ta xài bao nhiêu thì chúng ta chỉnh ra bao nhiêu, chúng ta xài 6 kg thì chúng ta chỉnh 6 kg là được rồi, đâu cần chúng ta xài dữ vậy. Thì khi đó mình sẽ giảm được cái lần mà cái máy bơm này nó bơm lại ha, giảm cái lần bơm lại. Thì đây là cái dòng động cơ dòng điện 220 nha, 2450 xóm hạt 2HP 1,5 kW đó. Tốc độ quay vòng của nó là 2.800 vòng một phút, cái bình là 24 lít. Rồi, thông số nha anh em, áp là 8 kg, tối đa là 8 kg. Đó, thì trên đây thì nó sẽ có hai đồng hồ ha và một cái khóa đó, on off đây nha anh em, on off bên đây và một bộ phận chỉnh áp. Rồi, đầu gắn đầu ra. Đầu ra thì nó sẽ có hai đầu. Đây nè, có hai đầu ha. Đó, anh em muốn xài đầu nào anh em xài nha. Thì cái đầu ra này anh em lưu ý ha, cái đầu ra này hình như là một đầu là ra thẳng luôn anh em nha, một đầu là qua chỉnh áp ha, chứ không phải là xả đâu nha. Dù anh em muốn mà xài cái đầu mà ra thẳng từ bình luôn á thì xài một đầu, còn một đầu ra chỉnh áp á thì chúng ta sẽ ra một một đầu chỉnh áp nhá. Một chút xíu mình sẽ cắm thử cho anh em xem. Thì về cái giá của con này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 2.260.000 nha anh em, bằng với giá của hãng Incall luôn ha, rất là đẹp. Anh em nhìn cái độ hoàn thiện của nó ha, cực kỳ đẹp luôn đó. Và motor đó là dây đồng nha anh em, những cái dòng này không có dây nhôm nha, dây đồng đó, bảo đảm anh em dây đồng. Thì với những dòng này thì anh em xài một thời gian thì chúng ta nên xả xả gió, xả nước cái này nè, ở đây có nước ha, đó chúng ta sẽ xả nước đó, xài thời gian thì chúng ta phải xả nước ra. Thì rồi vậy thôi ha, bây giờ mình sẽ
cắm điện vào. Mình khoan mình sẽ bơm dầu vào, châm dầu vào trong đây anh em ha, châm dầu vào trong đây thì anh em sẽ nhìn lại với cái đầu máy nè ha, nhìn thằng cái thằng máy cái thân máy của hãng Inco của Toto làm rất là sắc nét luôn ha, rất là sắc nét. Mình cũng bán qua những cái dòng khác nhưng mà về cái độ thẩm mỹ, cái độ nét nó không có bằng anh em ha. Nói chung là dòng cái hãng Toto làm rất là đẹp ha, rất là đẹp luôn để chúng ta sử dụng. Nói chung là dòng công nghiệp nha, industrial nằm đây nha anh em, dòng công nghiệp nên anh em yên tâm xài gia đình rất là ngon đó. Rồi ha, bây giờ mình sẽ gắn cái ra dầu vô và khởi động cho anh em xem, anh em chờ máy chút nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn này vô anh em ha. Đây lọc gió ha, là dặn vào đây. Anh em lưu ý nha, cái này ren nhựa dặn từ từ ha, không khéo là nó bị hư ren. Bánh xe chốt này là gắn vô cái lỗ này à. Cái chốt này anh em dùng búa đóng vô nha, dùng búa đóng vô cái lỗ này, hai lỗ hai bên ha, mình gá thôi. Cao su này bắn đằng trước. Thì cái máy này mình làm review xong ha, mình sẽ đổ dầu mình ráp đi luôn ha. Rồi mình thử thôi. Nay mai anh em mua vào cái anh em nào mua vào cái máy này thì anh em khỏi phải châm nhớt nha, mình châm sẵn luôn rồi. Cái cục này á ha, anh em châm xong là cái dùng cái cục này chúng ta bỏ trong đây nha, xiết lại đó. Nha, đó dùng cục này xiết lại ha. Còn cái van đầu này á, thì chúng ta sẽ gắn đầu trên kia nha. Anh em sẽ gắn vào đây ha, dùng cao su non quấn lại nha. Thì cái đầu bên đây là anh em phải mua thêm nè, nó chỉ có một đầu thôi nha. Anh em xài đầu này là anh em phải mua thêm. Còn ở đây nó chỉ cho có một đầu nhất thôi ha. Thì đa phần chúng ta xài là chỉnh áp nha anh em. Đó, anh em mua cái cao su non này quấn lại. Anh em không có cao su non là nó dễ bị xì hơi nha. Tốt nhất là chúng ta mua cao su non ta quấn lại nha.
Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện ha. Nè, anh em chờ một chút nha để mình cầm cái camera quay một vòng cho anh em dễ thấy. Thì cái van nè, mình dở lên rồi tắt ha, kéo lên. Máy chạy 1 phút là đúng 5 kg nha anh em. Thì 1 phút 20 giây rồi. 1 phút 20 giây là 6 kg. Nó lên 8 kg là nó mới ngắt nha anh em, 8 kg gần 2 phút rồi. Rồi 2 phút á, 2 phút là được 8 kg. Ok ha, thì chú ý là mình để vậy để cho anh em biết được là khi mà cái bình hơi này nó không còn miếng hơi nào á, nó sẽ bơm đúng 2 phút, 2 phút là được 8 kg nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ xả ra xem coi nó xuống 6 kg là nó bơm lại trong bao lâu thì nó sẽ đầy nha. Mình sẽ xả ra, xả bên đây. Ok anh em, thì nó tầm khoảng chưa được 30 giây ha là nó đầy. Đó, ví dụ như anh em mà xả ra xong rồi nó bơm tầm khoảng cỡ 20 mấy giây á là nó sẽ đầy ha. Đó thì chủ yếu là mình cho anh em thấy được cái ấy ha. Còn cái đồng hồ này là chúng ta chỉnh áp. Ví dụ như chúng ta sẽ xoay nè, xoay ra thì áp nó giảm xuống anh em ha. Đó anh em thấy không? Cái đồng hồ nhỏ, anh em nhìn đồng hồ nhỏ nè, mình muốn chỉnh là 6 kg thì ra 6 kg ha. Mình xả ra ha, mình ra muốn ra 5 kg thì xài 5 kg hoặc mình siết vô nè. Đó, anh em mình siết vô thì mình sẽ thấy được cái nó còn nó nhảy lên hết chưa. Đó thì đây là chỉnh áp, áp đầu ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng súng mình bắn thử gió sạch đó, bắn thử cho anh em xem ha.
Rồi, vào ha. Mở van thôi. Ở đây. Mình sẽ dùng cái đồng hồ áp này nó ra là mình cho nó là 4 kg nè, 5 kg ha. Rồi sạch. Thì anh em sạch đó là ở đây 5 kg ha, nó xuống 4 kg nhưng mà đồng hồ này nó xuống rất là chậm ha. Đó, chúng ta chỉ xài có 5 kg thôi, nên nó sẽ lâu bơm hơn. Còn chúng ta sẽ xả đồng hồ bên kia nè. Sorry anh em. Hai cái đầu này là đồ điều chỉnh áp hết nha anh em. Nãy mình quên. Cái đầu ở đây cũng là va chỉnh áp, đầu này là ra chỉnh áp hết nha. Còn nó không có đi thẳng xuống bình. Nên nó không có cái van mà nó không có vòi mà từ bình ra thẳng nha. Thì cái đầu bên đây là chỉnh áp, bên đây là chỉnh áp luôn ha, nó hai cái chỉnh áp hết. Nha, có nghĩa là hai cái đầu ra đều là chỉnh áp hết ha. Nó không có đi thẳng 8 kg. Thì do anh em muốn ra bao nhiêu thì anh em chỉnh đây thôi ha. Đó, hai đầu thì ra đều chỉnh áp hết. À. Rồi, ok anh em á. 2.260.000 cho con máy bơm bơm hơi 24 lít. Ha, có dầu của hãng Total, Total ha, Total. Đó. Thì anh em đã nhu cầu thì ghé cái hàng mình lấy nha. Thì con này mình đã ráp sẵn hết rồi. Anh em nào mua con này thì anh em cứ việc ráp hai bánh xe với kia vô thôi nha, mình đã ráp sẵn cho anh em hết rồi. Ha, con này cũng nãy giờ review vậy đó ha. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Lưu ý ha, giá này giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship. Anh em ghé cái tại cửa hàng thì anh em mua 2.260.000 nha anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại ha.